Đến ngay anh ta để được tặng quạt điều hòa đóng băng cơn nóng mùa hạ với hóa đơn từ 5 triệu. Với hóa đơn từ 5 triệu tặng ngay quạt điều hòa trị giá 2 triệu. Với hóa đơn 10 triệu tặng ngay quạt điều hòa trị giá 5 triệu. Chưa kể chương trình sale up to 29% áp dụng từ 26 tháng 8 đến hết mùng 4 tháng 9 năm 2022 cho toàn bộ đại lý và gian hàng Anta Anta Kit trên toàn quốc. Còn chần chờ gì mà không đến ngay Anta để nhận ngay quà tặng tưng bừng mừng lễ độc lập.